Trận đấu khai xuân của các cầu thủ bên phía FC An Điền sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Và một đường giao bóng phải nói là rất độc lạ bình thường. Quyền giao bóng thuộc về các cầu thủ áo xanh. Một đường chuyền xuyên tuyến không thành công. Người vừa có thực hiện đường chuyền vừa rồi. Nhưng đây là một đường lốp bóng không được rồi. Một tình huống vô cùng điệu nghệ, vô cùng có ý đồ. Tuy nhiên thì bóng không đi vào khuôn khổ của mảnh lưới. Đánh đầu ngược. Một tình huống đánh đầu ngược tranh chấp trên không thành công tới từ vị trí của số 6 bên phía cầu thủ An Nhiên 1. Đó là vị trí của Trung Z. Một tình huống đánh đầu ngược. Đưa bóng vào. Đánh đầu. Một pha đánh đầu tốt của Minh Nhật. Tuy nhiên thì bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn. Một tình huống thay thủ môn tới từ đội tuyển bên phía FC An Nhiên 1. Số 11 xuống bắt gồn. Còn vị trí của Thế Quốc sẽ lên để tham gia vào những tình huống lên bóng qua người rất hay tới từ Hùng Martinelli. Cân An đưa bóng vào không được rồi. Chúng ta phải xem lại tình huống đột phá này đến từ vị trí của Hùng Martinelli. Một tình huống qua tới hai người của Tùng Martinelli và chuyển cho Cấn An. Tuy nhiên thì đường đưa bóng vào của Cấn An là không thành công. Sau khi ít phút đầu họ bị ép sân bởi An Điên Hải. Sút bóng ngay tới từ vị trí của Cấn An. Một cú sút thiếu chính xác. Tuy nhiên thì có lẽ đó là một cú sút mang tính chất giải tỏa tương đối nhiều. Bóng hướng vào vị trí góc cao. Minh Hưởng đưa bóng vào. Không thể chạm bóng tới từ vị trí của số 28 Xỉu. Nếu có được một tình huống chạm bóng thoải mái trong tình huống vừa rồi. Minh Trưởng mất bóng nguy hiểm. Minh Hưởng vẫn là một cú sút chưa thành công. Một cú sút trúng đích tiếp theo nhưng chưa thành công. Đây là vị trí của Cấn An. Làm gì đây? Bóng ra cho Martinelli. Đưa bóng vào, bóng lại trở về với chân của Cấn An. Pha phối hợp đập nhả rất hay. Tuy nhiên thì vẫn không có bàn thắng. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía An Nhiên 1. Cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía An Nhiên Hải không được. Vẫn đang là những tình huống áp sát khung thành liên tục tới từ cả hai đội tuyển của chúng ta. Rất khéo léo tới từ Minh Trưởng. Vẫn đang là Minh Trưởng. Quả người của Minh Hưởng tới tận hai lần. Một cú sút nguy hiểm. Có lẽ đó là một đường đưa bóng vào không thành công thì đúng hơn. Tuy nhiên thì bây giờ sẽ là tình huống đá biển dành cho các cầu thủ bên phía An Nhiên 1. Tình huống qua người rất hay của Minh Trưởng trong tình huống vừa rồi. Martinelli. Một đường chuyền rất đột biến tới từ vị trí của Martinelli. Cấn An. Những tình huống chơi bóng rất phiêu lưu và đây là siêu. Không, đúng hơn đó là vị trí của số 29. Vừa rồi thì bóng đã đi chạm vào cột dọc trong tình huống vừa rồi. Xỉu không thể qua người. Bình Trường có một tình huống phòng ngự tốt và bóng hướng tới cái chân của số 47. Vẫn là các cầu thủ bên phía An Nhiên 1. Martinelli. Đường chuyền xuyên tuyến tốt, đưa bóng vào đi. Không phải là một đường đưa bóng vào tới từ vị trí của số 47 Dương YG, mà đó là một quyết định sút thẳng. Một quyết định sút bóng kỹ thuật để có thể đưa bóng vòng qua thủ môn. Tuy nhiên thì đã bị bắt bài. Martinelli thực hiện cú sút ngay. Tuy nhiên thì thước ngắm vẫn cần phải được căn chỉnh lại. Một cú sút mang rất nhiều hy vọng, rất nhiều kỳ vọng của Martinelli ở trong đó. An Nhiên 1 thì lại bay lên trời. Bóng tới với chân của số 28 Xỉu.
nhưng không thể đột phá. Vẫn đang là một hạt nhân thi đấu rất tốt ở hàng công của các cầu thủ bên phía An Nhiên 1. Đây là Quý Vịt Cỏ. Đẩy bóng hơi dài một chút nhưng đây là cú sút. Cú sút của Trần Thần, bóng đi sát cột dọc khung thành. Cú sút của Trần Thần đem lại cho đội bóng của mình một quả đá phạt góc. Có lẽ đây là quả đá phạt góc thứ 3 của họ rồi. Đưa bóng vào, bóng hướng tới vị trí của Quý Vịt Cỏ, đánh đầu rất khó chịu. Một tình huống đánh đầu chọn điểm rơi tốt và đánh đầu đập đất vô cùng khó chịu của Quý Vịt Cỏ. Minh Trưởng đẩy bóng rất tốt nhưng ngay lập tức là thu hồi bóng tới từ các cầu thủ bên phía áo trắng. Bóng tới với chân của Siêu. Vào! Cuối cùng thì sau bao nhiêu cơ hội thì số 9 bên phía cầu thủ An Nhiên Hải, đó là vị trí của Minh Thịnh. Minh Thịnh đã mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống băng vào đá bổi sau cú sút rất quận tới từ vị trí của Siêu. Và sau đó thì Minh Thịnh băng vào đệm bóng rất dễ dàng và ăn mừng rất cuồng nhiệt như không khí Tết vậy. Một bóng đi hết đường biên dọc. Sau những tình huống lộn xộn thì bóng đi hết đường biên dọc và đá biên dành cho cầu thủ bên phía An Nhiên Hải. Quý Vịt Cỏ. Bóng tới với cái chân của Trần Thần, phối hợp rất hay. Ai đây ạ? Tôi không phải vừa ăn mừng hộ mà tôi vừa đọc tên cầu thủ ghi bàn. Đó là số 28 bên phía cầu thủ An Nhiên. Pha ném bóng rất mạnh. Xỉu, làm gì đây? Mất bóng rồi. Dương Y Gở, đây là vị trí của Cấn An. Cơ hội trôi qua. Bây giờ là phản công dành cho đội bóng áo trắng. Trần Thần, cú sút ngay, cú sút rất căng của Trần Thần. Một tình huống nửa sút nửa chuyền của Trần Thần, bóng hướng tới cột hải. Tiếp tục là một cú sút nữa bị từ chối bởi các cầu thủ bên phía An Nhiên 1. Trọng tài đã cắt còi. Lỗi thuộc về các cầu thủ bên phía An Nhiên 1. Tuấn Anh, Trần Thần, một pha chọc xuống đáy hải và vừa rồi là một cú sút không thành công của Minh Hưởng. Minh Hưởng không đưa vào trong tình huống vừa rồi mà quyết định sút ngay. Có lẽ là Minh Hưởng đang khao khát một bàn thắng để khai xuân trong trận đấu ngày hôm nay. Phạt góc. Minh Hưởng thoát pressing rất tốt tới từ vị trí của Minh Hưởng. Bóng không thể chuyền tới cột hai của Minh Thịnh nhưng đây là Minh Nhật. Vẫn không có bàn thắng thứ tư dành cho cầu thủ bên phía An Nhiên Hải. Sau những tình huống ép sân thì các cầu thủ bên phía An Nhiên Hải đang lấy lại thế trận và họ muốn gia tăng cách biệt trong trận đấu khai xuân ngày hôm nay. Có lẽ là họ sẽ hướng bàn rồi. Thế Quốc. Tốc độ của Thế Quốc chưa đưa bóng vào trong. Cú sút không trúng bóng và bây giờ là cú sút đến từ vị trí của Cấn An. Tuy nhiên thì cú sút vẫn đi cao hơn so với khung thành của các cầu thủ bên phía An Nhiên Hải. Bóng ra dành cho vị trí của Minh Nhật. Nhưng cướp bóng thành công đến từ Cấn An và phản công. Trung Z làm gì đây? Vẫn đang là Trung Z. Một pha vào bóng rất dát tới từ vị trí của Minh Nhật và sẽ có một quả đá phạt dành cho đội bóng áo xanh của chúng ta. Một cự ly đá phạt trung bình, góc hơi chếch về phía bên tay phải mảnh nhỏ của quý vị và khán giả. Đứng trước bóng đang là Martinelli. Cú sút ngay, bóng đi chạm người của một cầu thủ bên phía An Nhiên Hải và đi vô cùng khó chịu. Tuy nhiên thì bóng đã nằm gọn trong tay của Quý Vịt Cỏ rồi. Cỏ bắt bài. Minh Thịnh,
bóng vẫn đang luẩn quẩn. Tuy nhiên thì giờ này thì bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn rồi. Những tình huống bóng phải nói là rất nhanh trong hiệp 2 của trận đấu ngày hôm nay. Khi vừa bên kia áp sát cầu môn thì đã tới bên còn lại đáp trả rồi. Cú sút vẫn không chính xác. Vượt mặt đầy đáng tiếc tới từ vị trí của số 28, Cấn Ản. Cú sút ngay từ vị trí của Minh Trưởng. Bóng trở về với chân của Tuấn Anh bên phía cầu thủ An Nhiên Hải. Cấn Ản vẫn đang là Cấn Ản khéo léo. Bóng đến với cái chân khéo léo khác, đó là Martinelli. Đưa bóng vào, không thể chạm đầu tới từ cầu thủ bên phía An Nhiên một. Một tình huống treo bóng tốt của Martinelli. Hùng Martinelli. Đường chuyền rất hay của Hùng Martinelli. Những người đồng đội của anh ấy không có một tình huống đỡ bước một tốt. Và cơ hội sẽ tạm thời phần nào đó trôi qua với các cầu thủ An Nhiên một trong tình huống này. Phản công. Hội phản công đây rồi. Đấy là vị trí của Chiu. Dứt điểm. Và dứt điểm bằng chân trái thiếu chính xác. Đã cùng xem này. Đây là một cơ hội đối mặt rất lớn để Chiu có cho mình bàn thắng thứ hai trong trận đấu này. Nhưng nó đã trôi qua. Vậy An Nhiên một không thể có cho mình bất kỳ bàn gỡ nào cả. Mà giờ đây họ còn đang phải nhận một đường phản công nguy hiểm hơn thế. 4-2. Rất bình tĩnh, 4-2 quá dễ dàng và dứt điểm. Và đó cũng là bàn thắng cuối cùng. Bàn thắng cuối cùng cho trận đấu nội thi đấu nội bộ của chúng ta. Đã cùng xem lại tình huống này, một tình huống 4-2 quá dễ dàng. Và tình huống kết thúc cuối cùng, trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số là 4-0. Chúng ta cùng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và khán giả ở những trận đấu tiếp theo.